nhằm ôn lại truyền thống quý báu vẻ vang của đoàn trong 90 năm qua. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh thân mến, mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3, tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, đã dành một phần thời gian để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên. Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định lấy ngày 26 tháng 3 năm 1931 là ngày thành lập đoàn, sau đó đến Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 3, họp từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 3 năm 1961, đã quyết định lấy ngày 26 tháng 3 là ngày kỷ niệm thành lập đoàn hàng năm. Kể từ khi thành lập đến nay, để đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, đoàn ta đã đổi tên gọi nhiều lần, song đến tháng 12 năm 1976, đoàn chính thức mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong suốt chiều dài lịch sử 90 năm của đoàn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ thanh niên Việt Nam nối tiếp nhau viết lên truyền thống vẻ vang của đoàn, đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó với chế độ xã hội chủ nghĩa, hết lòng phục vụ nhân dân. Nhiều thập kỷ đã trôi qua, song Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn khẳng định, xứng đáng là đội hậu bị, là cánh tay đắc lực của Đảng, sống có lý tưởng, nhiệt huyết để cống hiến sức mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kính thưa toàn thể các đồng chí, các em học sinh thân mến, tiếp nối truyền thống quý báu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong những năm qua, nhờ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo, những hoạt động của Chi đoàn Thanh niên Trường Trung học Cơ sở Thanh Hương đã góp phần đáng kể vào các phong trào thi đua của nhà trường. Đặc biệt, đóng góp các công sức rất lớn vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Các đồng chí đoàn viên, giáo viên của nhà trường luôn hăng say, nhiệt tình, gương mẫu, tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động. Nhiều đồng chí đạt kết quả cao trong công tác, tiêu biểu như đồng chí Nguyễn An Huy, nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Nhiều đồng chí sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn khi ngành giáo dục huyện nhà, trường bạn cần đến. Như đồng chí Nguyễn Thị Mến đã xung phong về dạy tăng cường tại trường Trung học Cơ sở Thanh Nghị khi trường bạn còn thiếu đội ngũ giáo viên. Hai đồng chí Lê Thị Hòa, đồng chí Trần Thị Thanh Hà đã có thành tích xuất sắc trong việc hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và nhiều hoạt động, nhiều cuộc thi khác có sự góp mặt của các đồng chí đoàn viên thanh niên trong nhà trường với những kết quả rất đáng khích lệ. Kính thưa các đồng chí, trong hoạt động của công tác Đoàn Thanh niên Trường Trung học Cơ sở Thanh Hương thì hoạt động công tác đội là hoạt động rất quan trọng. Ngay từ đầu năm học, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chi bộ nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ với các đồng chí giáo viên chủ nhiệm, đã đưa phong trào hoạt động công tác đội của nhà trường phát triển vừa có bề rộng, vừa có chiều sâu và được hội đồng đội cấp trên đánh giá cao. Nhìn lại cuộc thi như cuộc thi khoa học kỹ thuật đạt giải nhì cấp tỉnh, kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 với nhiều em đạt giải cao cấp huyện, trong đó có 6 em tiếp tục được dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn lịch sử, vật lý, hóa học, ngữ văn trong tháng 4 tới đây. Chúng ta càng trân trọng, tự hào về sự tận tâm, tận lực, tâm huyết của các thầy giáo, cô giáo, đặc biệt là các thầy giáo, cô giáo là đoàn viên thanh niên của nhà trường. Kính thưa toàn thể các đồng chí, các em học sinh thân mến, để hưởng ứng ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, Ban chấp hành chi đoàn đã hướng dẫn liên đội tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, trong đó có hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ, nhằm mục đích giúp các em học sinh nhận thức sâu sắc về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu, tạo điều kiện để các em hiểu thêm về lối sống của Bác, sưu tầm và am hiểu những mẩu chuyện về Bác. Từ đó các em có ý thức học tập, rèn luyện, phấn đấu theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đồng thời, hội thi cũng tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em đội viên được giao lưu, học hỏi
phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong hoạt động công tác đội. Hội thi đã tổ chức vòng sơ khảo trong các tiết chầu cờ đầu tuần và đã lựa chọn được 4 chi đội xuất sắc nhất tham gia hội thi Chúng Em Kể Chuyện Bác Hồ vòng chung kết hôm nay. Với mục đích và ý nghĩa đó, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc Ngày hội Thiếu Nhi Vui Khỏe Tiến Bước Liên Đoàn của Trường Trung học Cơ sở Thanh Hương. Kính thưa toàn thể các đồng chí, các em học sinh thân mến, trong thời gian tiếp theo, để hoạt động đoàn đội của nhà trường đạt kết quả cao, chúng tôi mong muốn đón nhận nhiều hơn nữa sự chỉ đạo của cấp ủy, đảng, sự quan tâm của ban thường vụ đoàn các cấp, các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là sự vào cuộc của các thầy giáo, cô giáo, sự hướng ứng nhiệt tình, tích cực của tất cả các em học sinh trong nhà trường. Cuối cùng, trước khi ngừng lời, xin kính chúc quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các đồng chí đoàn viên mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các em đội viên chăm ngoan học giỏi, cùng tiến bước lên đoàn. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các em học sinh yêu quý. Nhân ngày hội Tiến Bước Lên Đoàn, Liên đội Trường Trung học Cơ sở Thanh Hương rất vinh dự được đón các vị đại biểu về dự cùng nhà trường. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, tặng hoa chúc mừng thầy trò nhà trường. Trân trọng kính mời thầy giáo Nguyễn Văn Cộng, Bí thư Chi đoàn trường nhận hoa chúc mừng. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh. Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chi đoàn thanh niên của nhà trường và liên đội Trường Trung học Cơ sở Thanh Hương tổ chức ngày hội Thiếu Nhi Vui Khỏe Tiến Bước Liên Đoàn để kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Được về dự với nhà trường, thay mặt các ông chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thanh Hương, chúng tôi có bó hoa tươi thắm để chúc mừng cho ngày hội và chúc cho ngày hội của các em được hoàn thành tốt đẹp cái chương trình đã đề ra. Xin mời đồng chí Bí thư Chi đoàn lên nhận hoa. Cảm ơn ông. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh yêu quý. Tiếp theo là phần hội thi Chúng Em Kể Chuyện Bác Hồ. Và sau đây xin mời em Phạm Ngọc Lan, chi đội 6A lên điều hành hội thi. Xin mời em.